Hello, chào các bạn nha. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Zin. Như vậy thì sau một thời gian chờ đợi thì mình cũng đã nhận được mã pin về rồi. Cho nên là trong video này mình sẽ hướng dẫn về cách làm thế nào để mà có thể nhận được mã pin này, cũng như là nhập mã pin vào tài khoản của Axen để mà xác minh địa chỉ cho tài khoản của Axen nhé, để mà có thể rút tiền về nhé. Thì trước tiên mình xin nói qua một chút, bởi vì là có thể là nhiều bạn chưa biết, đó chính là khi mà chúng ta đã bận kiếm tiền cho kênh YouTube rồi, đợi một thời gian sau, thường là nếu như trước kia thì thường là khi mà tài khoản của Axen có từ 10 đô trở lên thì Google sẽ yêu cầu chúng ta xác minh danh tính. Còn bây giờ thì chỉ cần là đăng ký một thời gian không đủ 10 đô thì vẫn được yêu cầu xác minh danh tính. Thì chúng ta sẽ cần phải xác minh danh tính bằng chứng minh nhân dân, hoặc là thẻ căn cước, hoặc là hộ chiếu, hoặc là bằng lái xe. Và sau khi đã xác minh danh tính thành công thì YouTube sẽ tiếp tục gửi một mã pin như thế này, nằm trong phong bì này, theo đường bưu điện gửi về cho chúng ta. Và khi nào mà nhận được mã pin, chúng ta sẽ lấy nhập vào tài khoản của Sen để xác minh. Thế là xong. Còn về cách nhập như thế nào, cũng như là làm sao để có thể nhận được mã pin này, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm địa chỉ làm sao để mà có thể dễ dàng nhận được mã pin nhé. Thì các bạn cứ đăng nhập vào tài khoản của Sen của các bạn thôi. Mở trình duyệt ra, sau đó truy cập vào axen.com, adsense.com. Đó. Rồi, đã đăng nhập thành công. Rồi, sau khi truy cập vào, nếu như chưa được đăng nhập thì các bạn nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang này, sau đó là sẽ hiện ra nút đăng nhập phía dưới này, các bạn nhấn vào để tiến hành đăng nhập là ok. Để mà có thể đăng nhập chính xác thì các bạn hãy đăng xuất hết tất cả các tài khoản Google khác, chỉ để lại tài khoản Google mà sử dụng cho tài khoản của Accent đó nhé. Rồi, sau khi đã đăng nhập, để mà kiểm tra cũng như là thay đổi lại địa chỉ thì các bạn hãy làm như sau. Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở cạnh trang chủ này. Sau đó các bạn vào mục thanh toán. Rồi tại đây các bạn kéo xuống phần quản lý chế độ cài đặt. Các bạn nhấn vào. Đó, tên và địa chỉ đấy nhá. Các bạn nhấn vào đây để mà tiến hành thay đổi thôi. Rồi, tên thì các bạn không thể thay đổi rồi, bởi vì là sau khi các bạn đã xác minh danh tính thì tên sẽ được cố định, không thay đổi được. Và các bạn chỉ được thay đổi địa chỉ ở đây thì các bạn thay đổi tùy ý nhé. Ở đây sẽ có hai dòng địa chỉ là dòng địa chỉ 1 và dòng địa chỉ 2. Thì các bạn có thể điền chi tiết hết địa chỉ của các bạn vào địa chỉ dòng 1. Còn địa chỉ dòng 2 là để trống nhé. Ở đây là mình điền như vậy và đã nhận được mã pin về. Tức là các bạn sẽ điền địa chỉ chi tiết. Có số nhà thì các bạn điền số nhà, sau đó là đường gì. Các bạn ở tổ bao nhiêu, phường nào thì các bạn điền vào. Trong trường hợp mà các bạn sống ở nông thôn chẳng hạn thì các bạn cứ điền là ngõ ngách gì đấy, hay là xóm làng gì đấy, thì các bạn cứ điền chi tiết vào. Tóm lại là các bạn cứ phải điền làm sao để mà người đưa thư có thể tìm đến nhà các bạn để mà có thể giao thư, giao mã pin kiểu như vậy thôi. Thì ở đây là các bạn điền từ xã hoặc là phường đổ xuống thôi nhé. Còn huyện hoặc thành phố thì các bạn sẽ điền mụn bên dưới này. Tỉnh thì các bạn điền dưới này. Cho nên là phần địa chỉ này các bạn không điền đến huyện hay là tỉnh đâu nhé. Và quan trọng nhất là ở phần cuối địa chỉ này các bạn hãy điền cả số điện thoại vào nhé. Các bạn có thể để như mình vui lòng gọi, sau đó là điền số điện thoại của các bạn vào như thế này. Đó, thế là xong. Chỉ cần điền đến phường hoặc là xã thôi nhé. Còn địa chỉ 2 thì các bạn có thể để trống như vậy. Rồi tiếp theo, thành phố là các bạn điền tên thành phố hoặc là tên huyện mà các bạn đang ở vào. Rồi tiếp theo là các bạn chọn tỉnh mà các bạn đang sinh sống. Rồi tiếp theo là mã bưu điện. Về mã bưu điện này thì các bạn hãy tra Google nhé. Các bạn có thể mở một tab mới ra. Sau đó các bạn tìm kiếm với từ khóa là mã bưu điện. Ví dụ các bạn ở Lai Châu chẳng hạn thì sẽ là mã bưu điện Lai Châu. Đó. Rồi sau đó các bạn hãy tìm đến kết quả tìm kiếm của trang Impress 360 đây nhé. Ở đây sẽ thống kê lại toàn bộ mã bưu điện của tỉnh thành mà các bạn tìm kiếm. Đây. Đây chính là toàn bộ mã bưu chính của tỉnh Lai Châu, của các phòng ban và của các địa phương. Các bạn hãy tìm đến mã bưu chính nào mà gần đây các bạn ở nhất thì các bạn lấy nhé. Đầu tiên là mã bưu chính của các phòng ban, của các trung tâm hành chính nào đó. Sau đó là mày đến mã bưu chính của các địa phương nhé. Đây, mã bưu chính của thành phố Lai Châu, phường Quyết Tiến, phường Quyết Thắng, Nậm Lòng, Đoàn Kết. Mình ở Tân Phong đây, mã bưu chính chính là đây. Thì mình chỉ cần sao chép lấy thôi, để mà sử dụng thôi, hoặc là nhớ lấy thôi, 30110 đó. Hoặc là các bạn ở huyện thì tìm đến mã bưu chính của huyện, ở huyện Tam Đường chẳng hạn, và các bạn ở xã nào thì lấy của xã đó thôi. Ví dụ xã Bình Lư chính là đây, xã Sơn Bình đó, các bạn hãy lấy mã bưu chính chính xác nhất của nơi các bạn sinh sống. Sau đó là các bạn
tiến hành điền vào tài khoản của Accent thôi. Đây, mã bưu chính của phường Tân Phong, thành phố Lai Châu đây, mình đã điền vào đấy rồi. Rồi tiếp theo là các bạn điền số điện thoại của các bạn vào. Rồi, ngôn ngữ tài liệu thì các bạn chọn là tiếng Việt nhé. Sau đó các bạn nhấn vào lưu để tiến hành lưu lại là xong. Rồi đã lưu. Đó, khi nào mà Google gửi mã PIN cho chúng ta thì họ sẽ tiến hành gửi theo địa chỉ mà chúng ta đã điền tại đây. Nó như vậy thôi. Rồi, có một trường hợp mà rất nhiều bạn gặp phải, đó chính là các bạn điền sai địa chỉ ở đây và chưa kịp thay đổi lại cho đúng thì Google đã gửi mã PIN rồi. Cho nên là dẫn đến việc là mã PIN không thể gửi đến nha. Vậy thì cần phải làm sao? Không sao cả các bạn nhé. Bởi vì là Google sẽ cho phép chúng ta thay đổi lại địa chỉ, sau đó là yêu cầu gửi lại mã PIN đến 3 lần nữa. Có nghĩa là lần đầu mà không nhận được mã PIN thì các bạn có thể vào kiểm tra lại địa chỉ, nếu sai thì sửa lại, sau đó là yêu cầu họ gửi một lần nữa, rồi thì lần thứ hai, lần thứ ba. Tức là thư mà không đến thì các bạn cứ xem lại địa chỉ, nếu có sai sót thì các bạn sửa lại địa chỉ, sau đó là tiến hành yêu cầu gửi lại thư thôi. Tuy nhiên thì mỗi lần phải cách nhau một tháng các bạn nhé. Tức là khi mà các bạn đã yêu cầu họ gửi mã PIN một lần thì các bạn phải đợi một tháng sau mới được phép yêu cầu gửi lại lần thứ hai nhé. Và các bạn cần chú ý như thế này, thời gian để mà họ cho phép chúng ta nhận mã PIN đó chính là 4 tháng kể từ khi họ gửi mã PIN lần thứ nhất các bạn nhé. Tức là kể từ lần đầu họ gửi mã PIN thì sau đó 4 tháng mà các bạn cũng không nhận được mã PIN thì YouTube của các bạn sẽ bị ngưng quảng cáo nhé. Tức là không thể kiếm tiền. Không cần biết là các bạn yêu cầu gửi mã PIN bao nhiêu lần, họ cứ tính là sau khi họ gửi mã PIN lần đầu 4 tháng mà không nhận được mã PIN thì có thể ngưng quảng cáo kiểu như vậy. Tuy nhiên thì trong trường hợp mà các bạn mà không nhận được mã PIN sau khi yêu cầu đến lần thứ 3 mà cũng không nhận được mã PIN thì các bạn có thể tiến hành xác minh địa chỉ bằng thông tin giấy tờ tùy thân, giống như kiểu là chúng ta xác minh danh tính nhé. Cái này thì trên mạng cũng có hướng dẫn rất nhiều rồi, các bạn có thể tìm để mà xem. Rồi ok, sau khi các bạn đã nhập được mã PIN rồi, làm thế nào để mà xác minh mã PIN thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Thì để mà nhập mã PIN thì các bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản của ASEAN của các bạn. Rồi tại trang chủ các bạn kéo xuống phía dưới này, sẽ thấy một mục là xác minh địa chỉ thanh toán của bạn đây. Có nút xác minh đây thì các bạn nhấn vào. Trong trường hợp mà các bạn không thấy mục này ở đây, tức là không được ghim đây, ví dụ biến mất như thế này, thì các bạn có thể nhấn vào xem thêm này, sẽ hiện ra nhé. Đợi một lúc. Đây, xác minh địa chỉ thanh toán của bạn. Đó, thì các bạn hãy nhấn vào xác minh. Đây, sau đó các bạn nhập mã PIN vào đây. Đây, mã PIN sẽ nằm trong phong bì này các bạn nhé. Đây, các bạn nhận được phong bì này qua đường bưu điện thì các bạn hãy bóc phong bì này ra. Và mã PIN sẽ ở phía bên trong này. Đó, các bạn hãy xé cạnh bên ra. Đây, sau đó các bạn mở ra, sẽ có mã PIN ở đây. Mã PIN của bạn, đây, đây chính là mã PIN các bạn nhé. 467175. Đó, thì các bạn nhập vào thôi. 467175. Các bạn phải điền thật chính xác vào nhé. Các bạn chỉ được phép nhập 3 lần thôi. 3 lần mà sai thì có thể bị khóa tài khoản, cho nên là các bạn hãy nhập chính xác vào. Đó, các bạn nhập chính xác vào. 467175. Rồi ok, sau khi đã nhập chính xác, các bạn nhấn vào nút gửi ở đây để mà tiến hành gửi. Địa chỉ thanh toán của bạn đã được xác minh. Rồi ok, như vậy là đã xác minh địa chỉ, xác minh mã PIN thành công rồi các bạn nhé. Bây giờ là sẽ không sợ bị ngưng quảng cáo, cũng như là sẽ nhận được thanh toán khi mà đạt hạn mức tối thiểu 100 đô trở lên. Đó là như vậy thôi. Bạn chưa có đến 1 tháng để mà xác minh mã PIN, nếu không đơn vị quảng cáo của bạn sẽ ngừng hiển thị quảng cáo. Mình loát lại trang sẽ không thể thông báo này đâu. Có nghĩa là họ gửi mã PIN lần đầu cho mình ấy, cách đây hơn 3 tháng rồi. Khi mà đến 4 tháng mà mình vẫn chưa xác minh thì sẽ bị ngưng quảng cáo, cũng như là sẽ không thể kiếm tiền. Đó là như vậy. Không hiểu làm sao mã PIN này về quá là lâu luôn. Đợt trước mình gửi tầm khoảng 20 ngày là mình nhận được rồi, nhưng mà đợt này không hiểu làm sao địa chỉ vẫn đúng, nhưng mà yêu cầu gửi đến lần thứ 3 bây giờ mới nhận được đây. Có thể là đây là mã PIN của lần yêu cầu thứ 2, còn lần yêu cầu thứ 3 có thể là chưa đến. Các bạn chú ý là nếu như các bạn đã yêu cầu gửi mã PIN nhiều lần thì tất cả những lần đó đều cùng một mã PIN nhé. Do đó là các bạn cứ nhận được là nhập vào là ok, đều cùng mã PIN này hết. Trong trường hợp mà các bạn chờ mãi mà PIN không về thì các bạn có thể giao bưu điện để mà hỏi nhé.
Đây, mình sẽ load lại trang xem còn thông báo này hay không nhé. Đó, không còn thông báo kia nữa. Tài khoản của tôi đã xác minh hoàn tất rồi. Coi như là hoàn thành các bước xác minh rồi. Bây giờ sử dụng thoải mái rồi. Rồi đó, tất cả chỉ như vậy thôi. Video này mình cũng xin tạm dừng tại đây. Nếu như thấy hữu ích thì đừng tiếc cho mình một like nhé. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để luôn nhận được video mới nhất từ kênh Sơn Gym nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye các bạn.